Và các quý vị, lúc này đang là buổi chiều ngày 18 tháng 10 2019 và chúng tôi đang chuyển chiếc tủ rượu, chiếc tủ bày rượu gỗ gụ 1m4 đang chuyển từ trong xưởng phun ra xe ô tô biển số 15C để đi cho nhà anh Hiếu ở Bạch Đằng Giang, Hải Phòng. Hàng đẹp long lanh đây. Và cái chiếc tủ này là trị giá là 28 triệu ở tại xưởng. Rộng 1m4, 3 cánh. Ở đánh trần luôn. Cho sang bên kia đường. À, xe đi rồi thì là xe bác đánh sang đây. Xe như vậy là biển số 15C177. Như vậy là chiều nay thì xe bác về là lấy một bộ trường kỷ gỗ chắc. Và lúc nãy bộ trường kỷ gỗ chắc là cho lên ô tô rồi, đang bác đang đứng ở trên kia. Và bây giờ là chiếc tủ sách này. Cái xe biển số 15C của bác đang từ bên đường tiến vào đây. Rồi. Rồi bác lùi lại đây. Bác lùi lại đi. Đây trên này đang có bộ trường kỷ gỗ chắc đây rồi. Rồi, 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 được rồi. Thôi anh ơi, thôi. Để con cho tủ ra. Đấy. Bây giờ anh cho cái kính áp vào tường đây. Áp vào tường này á? Vâng, áp đấy xong cho chăn trùm kín đi. Anh cho trùm kín xong là sẽ cho cái đầu cao tủ kia. Cái đấy anh không buộc vào được à? Cái cánh nhé. Vâng. Đấy. Cô Phượng ra đây, cô Phượng đi ra đi. Thế. Được rồi, bác cho lên đi. Cho áp vào lưng vào cái chỗ tường đấy. Thế. Đây có chữ ký anh Hiếu ngày 9 tháng 10 2019 đây. Đấy, anh cho áp tường cho em đi. Đó, áp sát thùng xe đây. Xe này chở cái gì? Xe chở đá. Xe chở đá, đá ấy này. Đá dài, đá to này. À đấy ạ. Đá ốp ạ. Rồi, thế được rồi. Bây giờ này nhá. Bây giờ anh với... quy lên đi. Quy lên tí nữa đi. Chỗ đấy kê sẽ bìa vào nhưng mà còn cái miếng kính. Anh muốn cho là miếng kính vào cái chăn anh cho ốp vào giữa này, phải không? Yeah. Xong là mới cho cái thùng tủ kia lên để ốp vào giữa. Có chăn tủ này. Đây, đây, chăn này. Anh cứ nhét vào. Không, cái đầu đấy không cần. Để quy lên chằng cho bác đi. Nó đè, phải nó thẳng hai thôi. Cả miếng quy tại đây.